chấn động cả nước. VFF chốt hợp đồng với huấn luyện viên Hàn Quốc, toàn dân đồng lòng ủng hộ. Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phê Bóng Đá. Hãy bấm đăng ký kênh, bật chuông thông báo để đồng hành cùng bóng đá Việt Nam. Dự kiến công bố tân huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam Kim Sang-sik. Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF dự kiến công bố thông tin về việc bổ nhiệm ông Kim Sang-sik làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam vào chiều 3 tháng 5. Lễ ký hợp đồng và ra mắt tân huấn luyện viên dự kiến diễn ra ngày 6 tháng 5. VFF đang hoàn tất các thủ tục cuối cùng trong quá trình đàm phán với huấn luyện viên người Hàn Quốc Kim Sang-sik trong vai trò dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Hai bên đã thống nhất hầu hết các thỏa thuận về mức lương, điều kiện sinh hoạt, phúc lợi, đội ngũ trợ lý trong quá trình đàm phán. Hiện VFF và đại diện của ông Kim Sang-sik chỉ chốt nốt một số thủ tục giấy tờ, ấn định thời điểm công bố. Đặc biệt, theo nhiều thông tin, đội ngũ trợ lý cho huấn luyện viên Kim Sang-sik nhiều khả năng sẽ có một vài gương mặt quen thuộc đã gặt hái không ít thành công dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Một quan chức VFF cho biết VFF dự kiến phát thông cáo báo chí liên quan đến việc tuyển dụng huấn luyện viên mới cho đội tuyển Việt Nam vào chiều 3 tháng 5. Ngày 6 tháng 5, lễ ký hợp đồng và công bố tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam Kim Sang-sik dự kiến sẽ diễn ra tại trụ sở VFF Hà Nội. Mục tiêu trong năm 2024 dành cho tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam trước mắt là hai trận đấu cuối ở bảng F vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á, gặp Philippines sân nhà ngày 6 tháng 6 và Iraq sân khách ngày 11 tháng 6. Đến cuối tháng 11 sẽ là giải đấu trọng tâm ASEAN Cup, tên cũ AFF Cup. Năm 2022, đội tuyển Việt Nam đã thất bại với tổng tỷ số 2-3 trước Thái Lan trong trận chung kết. Sau gần 2 năm kể từ khi huấn luyện viên Park Hang-seo chấm dứt hợp đồng, bóng đá Việt Nam chuẩn bị đón một tân huấn luyện viên mới người Hàn Quốc. Ông Kim Sang-sik sinh ngày 17 tháng 12 năm 1976 tại Hàn Quốc. Khi còn là cầu thủ, ông nổi danh ở vị trí trung vệ, từng 5 lần vô địch K-League trong màu áo câu lạc bộ Seoul Nam và Jeonbuk Hyundai. Cấp độ đội tuyển, ông Kim Sang-sik từng 59 lần khoác áo đội tuyển Hàn Quốc trong giai đoạn năm 2000 đến năm 2012, đạt thành tích nổi bật là hạng 3 Asian Cup 2000 và 2007. Từ đầu năm 2013, ông Kim Sang-sik chuyển sang công tác huấn luyện với vai trò trợ lý huấn luyện viên tại câu lạc bộ Jeonbuk Hyundai, K-League 1. Đến cuối năm 2020 cũng tại đội bóng này, ông được bổ nhiệm là huấn luyện viên trưởng và giúp đội vô địch K-League 2021, vô địch Cúp Quốc gia Hàn Quốc 2022. Huấn luyện viên Kim Sang-sik yêu thích sơ đồ 4-3-3 hoặc 3-4-3 với trọng tâm triển khai bóng và tấn công từ khu vực trung lộ. Ông cũng từng giành danh hiệu huấn luyện viên xuất sắc nhất K-League 2021, huấn luyện viên xuất sắc nhất Hiệp hội bóng đá Hàn Quốc 2022. Đầu mùa giải 2023, câu lạc bộ Jeonbuk Hyundai sa sút khi để thua 6 trận trong 10 vòng đấu đầu tiên. Điều này khiến huấn luyện viên Kim Sang-sik quyết định từ chức và không nhận bất kỳ công việc nào cho đến khi ứng tuyển làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Trong 108 trận dẫn dắt câu lạc bộ Jeonbuk Hyundai, huấn luyện viên Kim Sang-sik đạt tỷ lệ chiến thắng 56,48%, thắng 61, hòa 26 và thua 21, hiệu số bàn thắng thua 82. Trưa mùng 3 tháng 5, VFF và huấn luyện viên Kim Sang-sik Hàn Quốc đạt được sự đồng thuận và thống nhất đối với các nội dung liên quan đến vị trí huấn luyện viên trưởng đội U23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Theo đó, bản hợp đồng giữa VFF và huấn luyện viên Kim có thời hạn 2 năm từ ngày 1 tháng 5 năm 2024 đến 31 tháng 3 năm 2026. Trước khi đạt thỏa thuận ký hợp đồng, hai bên có thời gian trao đổi về chiến lược phát triển các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Thông tin từ VFF, huấn luyện viên Kim Sang-sik rất thiện chí và rất quyết tâm ghi dấu ấn khi dẫn dắt đội U23 và đội tuyển Việt Nam, vì thế hai bên sớm tìm được tiếng nói chung. Về mức lương, theo nguồn tin từ Dân Trí, huấn luyện viên Kim Sang-sik được nhận 20.000 đô la Mỹ một tháng, khoảng 500 triệu đồng một tháng. Đây là mức lương được đánh giá là không cao mà VFF phải trả cho một huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Trước đó, VFF trả lương 1,1 tỷ đồng một tháng cho huấn luyện viên Park Hang-seo, sau đó nâng lên 1,5 tỷ đồng một tháng với huấn luyện viên Chu Xie. Sau khi đạt được các điều khoản trong hợp đồng, huấn luyện viên Kim sẽ sang Việt Nam vào ngày 5 tháng 5 tới. Đáng chú ý, chuyến bay của huấn luyện viên người Hàn Quốc được các bên giữ kín nhằm không muốn gây ồn ào với giới truyền thông và người hâm mộ. Hơn một năm trước,
huấn luyện viên Jussier khi sang Việt Nam ngồi ghế nóng đội tuyển Việt Nam được VFF và báo chí tiếp đón tưng bừng ở sân bay. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng một năm, chiến lược gia người Pháp phải chia tay vì những thất bại liên tiếp cùng đội U23 và đội tuyển Việt Nam. Dự kiến, sau khi có mặt tại Hà Nội, huấn luyện viên Kim Sang-sik cùng VFF ký hợp đồng và có lễ ra mắt chính thức vào ngày 6 tháng 5 tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Huấn luyện viên Kim được VFF bố trí ở tại khu biệt thự dành cho các chuyên gia trong khuôn viên Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Có lái xe riêng và nhiều chế độ khác. Sau khi ra mắt, nhiệm vụ đầu tiên đối với tân huấn luyện viên trưởng người Hàn Quốc là dẫn dắt đội tuyển Việt Nam tham dự hai lượt trận còn lại trong khuôn khổ vòng loại thứ hai FIFA World Cup 2026 khu vực châu Á, lần lượt gặp Philippines trên sân nhà vào ngày 6 tháng 6 và gặp Iraq trên sân khách vào ngày 11 tháng 6 rạng sáng ngày 12 tháng 6 theo giờ Việt Nam. Với U23 Việt Nam, huấn luyện viên Kim được tạo điều kiện để có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại U23 châu Á 2026 dự kiến diễn ra vào tháng 9 năm 2025 và tiếp đó là SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan vào tháng 12 năm 2025. Huấn luyện viên Kim Sang-sik bày tỏ hy vọng với những nét tương đồng về văn hóa và mối quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc, ông sẽ nhận được sự cổ vũ của người hâm mộ Việt Nam, sự ủng hộ của truyền thông báo chí, qua đó tạo thêm động lực để ông vững tâm đảm nhiệm trọng trách của một huấn luyện viên trưởng và gặt hái được những thành công trong cương vị mới, đóng góp cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Sau lễ ra mắt, huấn luyện viên Kim có khoảng một tháng chuẩn bị cho hai trận đấu trong tháng 6 của đội tuyển Việt Nam. Chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ mang theo khoảng 2-3 trợ lý thân cận, đồng thời sử dụng một số trợ lý người Việt do VFF đề xuất. Quyết định sang Việt Nam làm việc của ông Kim chịu ảnh hưởng lớn của người tiền nhiệm Park Hang-seo. Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên là cả hai đều không dẫn dắt đội tuyển nào trước khi ngồi ghế nóng đội tuyển Việt Nam, ở thời điểm mà niềm tin của người hâm mộ xuống rất thấp. Trong thời gian qua, huấn luyện viên 47 tuổi nghiên cứu rất kỹ về U23 và tuyển Việt Nam dưới triều đại huấn luyện viên Jussier. Từ sự tìm hiểu này, huấn luyện viên Kim Sang-sik lên kế hoạch xây dựng lối chơi, nhân sự phù hợp nhất cho những chiến binh sao vàng, quyết tâm có màn ra mắt tốt trong hai trận gặp Philippines và Iraq trong tháng 6. Thông tin về huấn luyện viên Kim Sang-sik, Kim sinh ngày 17 tháng 12 năm 1976, từng là tuyển thủ đội tuyển quốc gia Hàn Quốc, tham dự World Cup 2006, giành hạng 3 Asian Cup 2000 và 2007. Bằng cấp, huấn luyện viên bóng đá chuyên nghiệp, Pro, AFC, KFA. Sự nghiệp huấn luyện viên chuyên nghiệp, từ 2013 đến 2020, trợ lý huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Jeonbuk Hyundai Motor tại K-League 1. Trong giai đoạn này, câu lạc bộ Jeonbuk Hyundai Motor đã giành tổng cộng 6 chức vô địch K-League 1. Một lần giành ngôi Á quân, một lần đăng quang cúp quốc gia và một lần vô địch AFC Champions League. Năm 2021, ông Kim Sang-sik đảm nhiệm cương vị huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Jeonbuk Hyundai Motor và sớm tạo dấu ấn khi đưa câu lạc bộ này đăng quang K-League tháng 1 năm 2021 và giành cúp quốc gia Hàn Quốc 2022. Đáng chú ý, ngay trong năm đầu tiên đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên trưởng, ông Kim Sang-sik đã giành danh hiệu huấn luyện viên xuất sắc nhất năm 2021 do K-League bầu chọn. Và đây cũng là điểm kết trong video ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ, xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.